Kinh Thánh Tân Ước. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 1. Gia phổ Đức Chúa Giê-su Christ, con cháu David và con cháu Abraham. Abraham sanh Isaac, Isaac sanh Gia-cốp, Gia-cốp sanh Giu-đa và anh em người. Giu-đa bởi Tha-ma sanh Pha-rê và Sa-ra. Pha-rê sanh Ết-rôn, Ết-rôn sanh A-ram, A-ram sanh Aminadab, Aminadab sanh Na-ash-son, Na-ash-son sanh Sanh-môn, Sanh-môn bởi Ra-háp sanh Bô-ô, Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết, Ô-bết sanh Giê-sê, Giê-sê sanh vua David. David bởi vợ của U-ri sanh Sa-lô-môn, Sa-lô-môn sanh Rô-bô-am, Rô-bô-am sanh A-bi-gia, A-bi-gia sanh A-sa, A-sa sanh Giô-sa-phát, Giô-sa-phát sanh Giô-ram, Giô-ram sanh Ô-xia, Ô-xia sanh Giô-tam, Giô-tam sanh A-cha, A-cha sanh Ê-sê-chia, Ê-sê-chia sanh Ma-na-xe, Ma-na-xe sanh A-mun, A-mun sanh Yosia. Yosia đang khi bị đày qua nước Babylon sanh Jechonia và anh em người. Khi đã bị đày qua nước Babylon thì Jechonia sanh Salathien, Salathien sanh Sorobaben, Sorobaben sanh Abiúp, Abiúp sanh Eliakim, Eliakim sanh Aso, Aso sanh Sadoc, Sadoc sanh Achim, Achim sanh Eliúp, Eliúp sanh Eleasa, Eleasa sanh Ma-thang, Ma-thang sanh Gia-cốp, Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Mary, Mary là người sanh Đức Chúa Giê-su gọi là Christ. Như vậy, từ Abraham cho đến David hết thảy có 14 đời. Từ David cho đến khi bị đày qua nước Babylon cũng có 14 đời. Và từ khi bị đày qua nước Babylon cho đến đấng Christ lại cũng có 14 đời. Và sự giáng sinh của Đức Chúa Giê-su Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem bể nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ sinh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-su, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, xong không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giê-su. Chương 2. Khi Đức Chúa Giê-su đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng: Đấng Christ phải sanh tại đâu? Tâu rằng: Tại Bethlehem xứ Giu-đê,
vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy: Hỡi Bethlehem, đất Juda, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Juda đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Vua Herod bèn về mấy thầy bác sĩ cách kín miệng mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: Các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary mẹ ngài thì sắp mình xuống mà thờ lại ngài, rồi bày của cúi ra dâng cho ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trốn qua nước Egypto, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi, vì vua Herod sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài đang ban đêm lánh qua nước Egypto, ngồi ở đó cho tới khi vua Herod băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Ta đã gọi con ta ra khỏi nước Egypto. Vua Herod thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ 2 tuổi sắp xuống ở thành Bethlehem và cả hạt theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết. Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng: Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn than khóc trong thành Rama, ấy là Ra-chen khóc các con mình mà không chịu yên ổn vì chúng nó không còn nữa. Nhưng sau khi vua Herod băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao tại nước Egypto mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi. Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel. Song khi nghe vua Archelau nối ngôi vua cha là Herod mà trị vì tại xứ Jude, thì Joseph sợ không dám về, và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Galilê ở trong một thành kia tên là Nazareth. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi ngài là người Nazareth. Chương 3. Lúc ấy dân Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê rằng: Các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Ấy là về dân Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: Có tiếng kêu trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo ngài. Vả, dân mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da, ăn thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. Bây giờ, dân thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người. Và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh. Bởi dân thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến chịu phép báp-têm mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự khoe rằng Abraham là tổ chúng ta. Vì ta nói cho các ngươi rằng, Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Bây giờ, cái búa đã để kề rễ cây. Vậy, hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ phải đốn và chụm. Về phần ta,
Ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn. Song đứng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Khi ấy Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilê đến cùng dân tại sông Giô-đanh đặng chịu người làm phép báp têm. Song dân từ chối mà rằng: chính tôi cần phải chịu ngài làm phép báp têm mà ngài lại trở đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Dân bèn vâng lời ngài. Vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước. Bỗng chốc các tầng trời mở ra, ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Chương 4. Bây giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi, sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần ngài mà nói rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giêsu đáp: có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma quỷ bèn đem ngài vào nơi thành thánh, đặt ngài trên nóc đền thờ và nói rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Đức Chúa Giêsu phán: cũng có lời chép rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ lại đem ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng: ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nó rằng: hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc ngài. Và khi Đức Chúa Giêsu nghe dân bị tù rồi, thì ngài lắm qua xứ Galilê. Ngài bỏ thành Nazareth mà đến ở thành Capernaum gần mé biển, giáp địa phận xứ Sabulon cùng xứ Nephtali, để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: đất Sa-bu-lôn và Nep-ta-li ở về trên con đường đi đến biển bên kia sông Giô-đanh, tức là xứ Ga-li-lê thuộc về dân ngoại. Dân ấy ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. Từ lúc đó Đức Chúa Giê-su khởi giảng dạy rằng: các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. Khi ngài đang đi dọc theo mé biển Galilê, thấy hai anh em kia là Simon cũng gọi là Phi-e-rơ với em là Andrê đang thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng: các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nương tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo ngài. Từ đó đi một đổi xa xa nữa, ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ con của Cê-bê-đê với em là Giăng đang cùng cha mình là Cê-bê-đê vá lưới trong thuyền. Ngài bèn gọi hai người. Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo ngài. Đức Chúa Giê-xu đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Vậy danh tiếng ngài đồn ra khắp cả xứ Syri. Người ta bèn đem cho ngài mọi người đau ốm hay là mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng, bại sụi, thì ngài chữa cho họ được lành cả. Vả lại,
từ xứ Galilê, xứ Decapolê, thành Jerusalem, xứ Giu-đê cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài. Chương 5. Đức Chúa Giê-xu xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài đang mở miệng mà truyền dạy rằng: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Sao người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổ hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisee, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ giết ai, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội mà ngươi phải ở tù. Quả thật ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà luyện nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể vào địa ngục.
lại có nói rằng nếu người nào để vợ mình thì hãy cho vợ cái tờ để. Song ta phán cùng các ngươi, nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm. Lại nếu người nào cưới đàn bà bị để thì cũng phạm tội tà dâm. Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết, đừng chỉ trời mà thề vì là ngôi của Đức Chúa Trời, đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân của Đức Chúa Trời, đừng chỉ thành Jerusalem mà thề vì là thành của vua lớn. Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. Song ngươi phải nói rằng phải, phải, không, không, còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra. Các ngươi có nghe lời phán rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Song ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắng, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Ai xin của ngươi, hãy cho. Ai muốn mượn của ngươi thì đừng chớ. Các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại, nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Chương 6. Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Sau khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Sau khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi,
bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Sau khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn. Nhưng chỉ cha ngươi là đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi. Và cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối tem rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối tem rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao. Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, nay bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thương tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Chương 7. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thế nào thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao ngươi dòm thấy cái rá trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng, để tôi lấy cái rá ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rá ra khỏi mắt anh em mình được. Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân mà quay lại cắn xé các ngươi. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy, nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Hãy vào cửa hẹp,
vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ men lút chiên đến cùng các ngươi, song đồ trăng thật là muôn sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng ta chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đi, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, sóng không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đi mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Và khi Đức Chúa Giêsu vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ, vì Ngài dạy như là có quyền chứ không giống các thầy thông giáo. Chương 8. Khi Đức Chúa Giêsu ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. Này có một người phun đến gần lại Ngài mà thưa rằng, lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được. Đức Chúa Giêsu giơ tay rờ người mà phán rằng, ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phun được sạch. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng người rằng, hãy giữ, chớ nói cùng ai. Xong hãy đi tỏ mình cùng thầy cả và dân của lễ theo như Môi-se dạy để làm chứng cho họ. Khi Đức Chúa Giêsu vào thành Ca-bê-na-um, có một thầy đội đến cùng Ngài mà xin rằng, lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta sẽ đến chữa cho nó được lành. Thầy đội thưa rằng, lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà. Xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa. Tôi biểu tên này rằng hãy đi, thì nó đi. Biểu tên kia rằng hãy đến, thì nó đến. Và dạy đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này, thì nó làm. Đức Chúa Giêsu nghe lời đó rồi lấy làm lạ mà phán cùng những kẻ đi theo rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng. Nhưng các con bổn quốc sẽ bị luyện ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng thầy đội rằng, hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành. Đoạn Đức Chúa Giêsu vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường đau rét. Ngài bèn rờ tay người bệnh, rét liền mất đi. Rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài. Đến chiều, người ta đem cho Đức Chúa Giêsu nhiều kẻ bị quỷ ám. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra, cũng chữa được hết thảy những người bệnh. Vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng,
chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Và khi Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia. Có một thầy thông giáo đến thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết. Kế đó, Đức Chúa Giêsu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thần linh biển nổi bão lớn đến nỗi sấm dậy phủ thuyền, nhưng Ngài đang ngủ. Các môn đồ đến gần đánh thức Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển, thì liền yên lặng như tờ. Những người đó lấy làm lạ nói rằng: Người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh nghe? Đức Chúa Giêsu qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Gadara, gặp hai người bị quỷ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó. Chúng nói la lên rằng: Lạy con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có căn hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không? Và khi ấy ở đằng xa có một bầy heo đông đương ăn. Các quỷ xin Đức Chúa Giêsu rằng: Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho nhập vào bầy heo đó. Ngài biểu các quỷ rằng: Hãy đi đi. Các quỷ ra khỏi hai người đó liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển, thảy đều chết chìm dưới nước. Những đứa chăn heo bằng chạy trốn trở về thành thuật các chuyện đã xảy ra và chuyện hai người bị quỷ ám nữa. Cả thành liền ra đón Đức Chúa Giêsu. Vừa khi thấy Ngài thì xin Ngài đi ra khỏi xứ mình. Chương 9. Đức Chúa Giêsu xuống thuyền lại, trở qua biển và đến thành mình. Này, có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của các người đó thì phán cùng người bạn rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Khi ấy, có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng: Người này nói lộng ngôn. Song Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng mấy thầy đó thì phán rằng: Nhưng sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy? Trong hai lời này, một là nói tội lỗi ngươi đã được tha, hai là nói ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn? Vả, hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng người bại rằng: Hãy đứng dậy, vác lấy giường mà trở về nhà ngươi. Người bạn liền dậy mà trở về nhà mình. Đoàn dân thấy phép lạ đó thì ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắt giường ấy. Đức Chúa Giêsu đã đi khỏi nơi đó rồi. Thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người liền đứng dậy mà theo Ngài. Vả, đang khi Đức Chúa Giêsu ngồi ăn tại nhà Matthew, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài. Người Pharisee thấy vậy thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy? Đức Chúa Giêsu nghe điều đó bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, xong là người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn của lễ, vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, xong kêu kẻ có tội. Khi ấy các môn đồ của Giăng đến tìm Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: Cớ sao chúng tôi và những người Pharisee kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì
thì họ mới kiêng ăn. Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ, vì nếu làm vậy miếng nỉ mới sẽ chằng rách áo cũ và đằng rách trở nên xấu hơn. Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu giăn cũ, nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra và bầu phải hư. Song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới thì giữ được cả hai bề. Đang khi Đức Chúa Giê-xu phán các điều đó, xảy có người cai nhà hội kia bước vào quỳ lại trước mặt Ngài mà thưa rằng: Con gái tôi mới chết, xin Chúa đến đặt tay trên nó thì nó sẽ được sống. Đức Chúa Giê-xu bèn đứng dậy cùng môn đồ Ngài đều đi theo người. Này, có một người đàn bà mắc bệnh mất huyết đã 12 năm, lại gần sau lưng mà rờ trôn áo Ngài. Vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng, nếu ta chỉ rờ áo Ngài thì cũng sẽ được lành. Đức Chúa Giê-xu xây mặt lại, thấy người đàn bà thì phán rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bệnh. Khi Đức Chúa Giê-xu đến nhà người cai nhà hội, thấy bọn thổi sáo và chúng làm om sòm thì phán rằng: Các ngươi hãy lui ra, con gái nhỏ này chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Chúng nghe thì chê cười Ngài. Bọn đó đã bị đuổi ra rồi, Ngài bèn vào, cầm lấy tay đứa gái thì nó liền chờ dậy. Tin này đồn ra khắp cả xứ đó. Đức Chúa Giê-xu ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: Hỡi con cháu vua David, xin thương chúng tôi cùng. Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến. Ngài bèn phán rằng: Hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ao ước sao? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, được. Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy. Mắt hai người liền mở. Đức Chúa Giê-xu lấy giọng nghiêm phán rằng: Hãy giữ, đừng cho ai biết chuyện này. Xong lúc hai người ra khỏi nhà thì đồn danh tiếng Ngài khắp cả xứ. Khi đi khỏi chỗ đó thì người ta đem tới cho Ngài một người câm bị quỷ ám. Quỷ bị đuổi ra rồi thì người câm nói được. Đoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng: Không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Israel. Nhưng người Pharisee lại nói rằng: Người này cậy phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bàn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Chương 10. Đức Chúa Giê-xu gọi 12 môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma và chữa các thứ tật bệnh. Tên 12 sứ đồ như sau này. Sứ đồ thứ nhất là Simon, cũng gọi là Phi-a-rơ, và Andrê là em người, Gia-cơ con của Cê-bê-đê và Giăng là em Gia-cơ, Philip cùng Bartholomew, Thomas và Matthew là người thâu thuế, Gia-cơ con của A-phê cùng Tha-đê, Simon là người Canaan cùng Judas Iscariot là kẻ phản Đức Chúa Giê-xu. Ấy đó là 12 sứ đồ Đức Chúa Giê-xu sai đi và có truyền rằng: Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari, song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Khi đi đàn, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi. Cũng đừng đem cái bao đi đường hoặc hai áo hoặc giày hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình,
rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy. Nếu nhà đã xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho. Bằng không, thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủ bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét thì xứ Sodom và xứ Gomorrah sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muôn sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội. Lại, vì cớ ta, mà các ngươi sẽ bị giảo đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Xong, khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta. Song ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được rỗi. Khi mà người ta bắt bớ các ngươi trong thành này, thì hãy trốn qua thành kia. Vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Israel, thì con người đã đến rồi. Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Beelzebul, phương chi là người nhà. Vậy, các ngươi đừng sợ, vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sao sẽ chẳng biết. Cho nên, lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm, hãy nói ra nơi sáng láng, và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng ra trên mái nhà. Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đánh làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn cha các ngươi thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem sự bình an mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia. Mà người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Ai rước các ngươi tức là rước ta. Ai rước ta tức là rước đấng đã sai ta. Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Ai rước một người công chính vì là công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh vì người nhỏ đó là môn đồ ta? Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Chương 11. Và Đức Chúa Giê-xu đã dạy các điều đó cho 12 môn đồ rồi, bèn lìa khỏi chỗ này, đặng đi giảng dạy trong các thành xứ đó. Khi dân ở trong ngục nghe nói về các công việc của Đấng Christ,
thì sao môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng: Thầy, có phải là đấng phải đến hay là chúng tôi còn phải đợi đấng khác chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hãy về, thuật lại cùng dân những điều các ngươi nghe và thấy. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta. Khi họ ra về, Đức Chúa Giê-xu mới phán về việc dân cho đoàn dân nghe rằng: Các ngươi đã đi xem chi trong đồng vắng? Có phải xem cây sậy bị gió rung chăng? Các ngươi đi xem cái chi nữa? Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua. Nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đấng tiên tri chăng? Phải, ta nói cùng các ngươi, cũng hơn đấng tiên tri nữa. Ấy vì người đó mà có chép rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt con, đặng dọn đường sẵn cho con đi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai được tôn trọng hơn dân Báp Tít. Nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người. Song từ ngày dân Báp Tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và là kẻ hãm ép đó choáng lấy. Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời dân. Nếu các ngươi muốn hiểu biết thì ấy là Eli là đấng phải đến. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Ta sẽ sánh dòng dõi này với ai? Dòng dõi này giống như con trẻ ngồi giữa chợ kêu la cùng bạn mình mà rằng: Ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa, ta đã than vãn mà bay không khóc. Vì dân đã đến, không ăn, không uống. Người ta nói rằng dân bị quỷ ám. Con người đến, hay ăn, hay uống, thì họ nói rằng: Kìa là người ham ăn mê uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nếp. Song le, sự khôn ngoan được xưng là phải bởi những việc làm của sự ấy. Vì dân các thành mà Đức Chúa Giê-xu đã làm rất nhiều phép lạ rồi không ăn năn, nên Ngài quở trách rằng: Khốn nạn cho mày thành Cô-ra-xin, khốn nạn cho mày thành Bết-sa-i-đa. Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay đem làm trong thành Tyre và Sidon, thì hai thành đó thật đã mặc áo vai đội cho ăn năn từ lâu rồi. Vậy nên ta bảo bay, đến ngày phán xét, thành Tyre và thành Sidon sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn bay. Còn mày, Capernaum là thành đã được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm giữa mày đem làm trong thành Sodom, thì thành ấy còn lại đến ngày nay. Vậy nên ta ra bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sodom sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn mày. Lúc đó Đức Chúa Giê-xu nói rằng: Hỡi Cha là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan người sáng dạ mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. Mọi việc Cha ta đã giao cho ta, ngoài Cha không có ai biết con, ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai biết Cha. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Chương 12. Lúc đó, nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu đi qua giữa đồng lúa mì. Các môn đồ đói bứt bông lúa mà ăn. Người Pha-ri-si thấy vậy bèn nói cùng Ngài rằng: Kìa, môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát. Sau Ngài đáp rằng: Chuyện vua David đã làm trong khi vua với kẻ đi theo bị đói, các ngươi há chưa đọc đến sao? Tức là vua vào đền Đức Chúa Trời ăn bánh bày ra, là bánh mà vua và kẻ đi theo không có phép ăn, chỉ để riêng cho các thầy tế lễ. Hay là các ngươi không đọc trong sách luật, đến ngày Sa-bát,
các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó mà không phải tội sao? Vả lại ta phán cùng các ngươi, tại chỗ này có một đấng tôn trọng hơn đền thờ. Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu này: ta muốn làm nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội, vì con người là Chúa ngày Sa-bát. Đức Chúa Giê-xu đi khỏi nơi đó, bèn vào nhà hội. Ở đó có một người teo một bàn tay. Có kẻ hỏi Ngài rằng: trong ngày Sa-bát có phép chữa kẻ bệnh hay không? Ấy là họ có ý kiến dịp kiện Ngài. Ngài bèn phán cùng họ rằng: ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đang ngày Sa-bát bị té xuống hầm thì há không kéo nó lên sao? Huống chi người ta trọng hơn con chiên là giường nào. Vậy trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành. Đoạn Ngài phán cùng người tay teo rằng: hãy giơ tay ra. Người liền giơ tay thì tay này cũng lành như tay kia. Những người Pha-ri-si đi ra ngoài rồi bàn với nhau, lập mưu đặng giết Ngài. Song Đức Chúa Giê-xu biết điều ấy thì bỏ đi khỏi chỗ đó. Có nhiều người theo và Ngài chữa lành cả. Ngài cấm ngạc họ đừng cho ai biết Ngài, để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: này, tôi tớ ta đã chọn, là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn. Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên người. Người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại. Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng. Dân ngoại sẽ trông cậy danh người. Bây giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Giê-xu một người mắc quỷ ám, đuôi và câm. Ngài chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được. Chúng lấy làm lạ mà nói rằng: có phải người đó là con cháu vua David chăng? Song những người Pha-ri-si nghe vậy thì nói rằng: người này chỉ nhờ Bê-in-xê-bun là chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ thì phán rằng: một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang, một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được. Nước quỷ Sa-tan trừ quỷ Sa-tan, ấy là tự nó chia xé nhau, thì nước nó làm sao còn được ư? Và nếu ta nhờ Bê-in-xê-bun mà trừ quỷ thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ ư? Bởi đó chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy. Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Hay là có lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của mà trước không trói người mạnh sức ấy được sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được. Ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không thấu hiệp với ta thì tan ra. Ấy vậy ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha, song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha, song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu, vì xem trái thì biết cây. Hỡi dòng dõi rắn đục, bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vả ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Bây giờ có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ. Ngài đáp rằng: dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm. Cũng một thể ấy, con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Đến ngày phán xét,
dân thành Ninive sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó. Vì dân ấy đã nghe lời Jonah giảng và ăn năn, mà đây này, có một người tôn trọng hơn Jonah. Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan vua Salomon. Và đây này, có một người tôn trọng hơn vua Salomon. Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được. Rồi nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Khi trở về, thấy nhà không, quét sạch và sửa soạn tử tế. Nó bèn lại đi, đem về 7 quỷ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy, số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dòng dõi dữ này cũng như vậy. Khi Đức Chúa Giê-xu còn phán cùng dân chúng thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài. Có người thưa cùng Ngài rằng, đây này, mẹ và anh em Thầy ở ngoài muốn nói cùng Thầy. Ngài đáp rằng, ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình mà phán rằng, này là mẹ ta cùng anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy. Chương 13. Cũng ngày ấy, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. Đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Xong khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì sinh trái, hoặc một hột ra được 100, hoặc một hột 60, hoặc một hột 30. Ai có tai, hãy nghe. Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng, sao Thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy? Ngài đáp rằng, bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ thì không ban cho biết. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết. Vậy về họ đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. Vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai và nhắm mắt mình lại, e mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được. Họ tự hối cải lại và ta chữa họ được lành chăng? Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được, phước cho tai các ngươi vì nghe được. Quả thật ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng được thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng được nghe. Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Xong, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Đức Chúa Giê-xu phán ví dụ khác cùng chúng rằng: nước thiên đàng
giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng đang khi người ta ngủ thì kẻ thù chủ ruộng liền đến gieo cỏ lùn vào trong lúa mì rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên và trổ bông thì cỏ lùn cũng lòi ra. Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: Thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùn bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng: Ý là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? Chủ rằng: Chẳng nên. E khi nhổ cỏ lùn hoặc các ngươi nhổ lợn lúa mì đi chăng? Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ lùn, bó lại từng bó mà đốt, xong hãy thu trữ lúa mì vào kho ta. Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình. Hột ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, song khi đã mọc lên thì lớn hơn các thứ rau và trở nên cây cối, cho đến mỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được. Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên. Đức Chúa Giê-xu lấy lời ví dụ mà phán những điều đó cùng đoàn dân. Ngài chẳng phán điều gì cùng họ mà không dùng lời ví dụ, để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng: Ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví dụ, ta sẽ rao bảo những điều kinh nghiệm từ khi dựng nên trời đất. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu cho chúng về rồi vào nhà. Môn đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng: Xin Thầy giải lời ví dụ về cỏ lùn trong ruộng cho chúng tôi. Ngài đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùn là con cái quỷ dữ. Kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ. Còn người ta nhổ cỏ lùn mà đốt trong lửa thế nào thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai, hãy nghe. Nước thiên đàng giống như của báo chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Khi đã tìm được một hột châu quý giá thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó. Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới được đầy rồi thì người đánh cá kéo lên bờ. Đoạn người mà chọn giống tốt để riêng ra đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Đến ngày tận thế cũng như vậy. Các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa. Ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng? Các môn đồ thưa rằng: Có hiểu. Ngài bèn phán rằng: Vì cớ ấy mọi thầy thông giáo đã học thông đạo về nước thiên đàng, thì giống như một người chủ nhà kia đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra. Đức Chúa Giê-xu phán các lời ví dụ ấy rồi thì đi khỏi chỗ đó. Ngài về đến quê hương rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ mà nói rằng: Bởi đâu mà người này được khôn ngoan bằng những phép lạ này? Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Mary và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đa chăng? Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người này được mọi điều ấy như vậy? Họ bèn vì cớ Ngài mà vấp phạm. Song Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh dễ mà thôi. Ở đó Ngài không làm nhiều phép lạ vì chúng không có lòng tin. Chương 14. Lúc ấy
Herod là vua chư hầu, nghe tiếng đồn của Chúa Giê-xu thì phán cùng bầy tôi rằng, đây là Giăng Báp-tít, người chết đi sống lại, nhưng đó mới làm được mấy phép lạ như vậy. Số là, bởi vì cớ Herodia, vợ Philip là em mình, nên vua Herod đã truyền bắt trói Giăng và bỏ tù. Vì Giăng có can vua rằng, vua không có phép được lấy người đó làm vợ. Vua muốn giết Giăng, song sợ dân chúng, vì họ đều tôn Giăng là đấng tiên tri. Vua đến ngày ăn mừng sinh nhật vua Herod, con gái của Herodia nhảy múa ở giữa người dự đám. Vua lấy làm thích lắm, đến nỗi lấy lời thề mà hứa cho con gái ấy điều chi nàng muốn xin. Vậy nàng bị mẹ xứ dục bèn tâu rằng, xin lấy cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm mà cho tôi đây. Vua lấy làm buồn rầu, song vì đã thề lỡ rồi và có những người dự yến ở đó nên truyền cho nàng như lời. Vua bèn sai người chém Giăng trong ngục, rồi họ để đầu người trên mâm mà đem cho con gái ấy, nàng bèn đem cho mẹ mình. Đoạn các môn đồ của Giăng đến lấy xác mà chôn, rồi đi báo tin cho Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu vừa nghe tin ấy liền bỏ đó xuống thuyền, đi tở ra nơi đồng vắng. Khi đoàn dân biết vậy thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài. Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót mà chữa cho kẻ bệnh được lành. Đến chiều tối, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng, ở đây vắng vẻ và trời tối rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các làng đặng mua đồ ăn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, không cần họ phải đi, chính các ngươi hãy cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng, chúng tôi có đây 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Ngài phán rằng, hãy đem đây cho ta. Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn lấy 5 cái bánh và 2 con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn, rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ. Môn đồ phát cho dân chúng, ai nấy đều ăn no, còn bánh thừa lại thâu được đầy 12 giỏ. Số người ăn ước chừng 5,000, không kể đàn bà, con nít. Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng. Đến chiều tối, Ngài ở đó một mình. Bây giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược nên bị sóng vỗ. Sang đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển thì môn đồ bối rối mà nói rằng, ấy là một con ma, rồi sợ hãi mà la lên. Nhưng Đức Chúa Giê-xu liền phán rằng, các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Phi-a-rô bèn thưa rằng, lạy Chúa, nếu phải Chúa xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng, hãy lại đây. Phi-a-rô ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Song khi thấy gió thổi thì Phi-a-rô sợ hãi, hòng sụp xuống nước bèn la lên rằng, Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Tức thì Đức Chúa Giê-xu giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng, hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Ngài cùng Phi-a-rô lên thuyền rồi thì gió yên lặng. Các người trong thuyền bèn đến quỳ lại Ngài mà nói rằng, Thầy, thật là con Đức Chúa Trời. Khi qua biển rồi, Ngài và môn đồ đến xứ Genesaret. Người xứ đó nhận biết Ngài thì sai người báo tin cho khắp các miền xung quanh, và họ đem các kẻ bệnh đến cùng Ngài, xin chỉ cho rờ đến viền á mà thôi. Vậy ai rờ đến cũng đều được lành bệnh cả. Chương 15. Bây giờ, có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến gần Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng, sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa vì họ không rửa tay trước khi ăn? Ngài đáp rằng, còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này, phải hiếu kính cha mẹ ngươi, lại điều này ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng,
Ai nói cùng cha mẹ rằng những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ giả hình, Ê-sa đã nói thiên tri về các ngươi phải lắm mà rằng: dân này lấy mô miếng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Đoạn, Ngài gọi đoàn dân đến mà phán rằng: hãy nghe và hiểu. Chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ dáng người, nhưng điều chi ở miệng ra, ấy mới là điều làm dơ dáng người vậy. Môn đồ bèn lại gần mà thưa rằng: thầy có hay rằng người Pha-ri-si nghe lời thầy nói mà phiền giận chăng? Ngài đáp rằng: cây nào mà cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi. Hãy để vậy, đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa. Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù thì cả hai sẽ cùng té xuống hố. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa rằng: xin thầy cắt nghĩa lời ví dụ ấy cho chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu hỏi rằng: các ngươi cũng còn chưa hiểu biết sao? Các ngươi chưa hiểu vật gì vào miệng thì đi thẳng xuống bụng rồi phải bỏ ra nơi kín sao? Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ dáng người. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn, ấy đó là những điều làm dơ dáng người. Song sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ dáng người đâu. Đức Chúa Giê-xu đi từ đó vào bờ cõi thành Ti-rơ và thành Si-đôn. Xảy có một người đàn bà xứ Ca-na-an từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: lạy Chúa là con cháu vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng. Con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần cố nài xin rằng: xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu vang ở đằng sau chúng ta. Ngài đáp rằng: ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Xong người đàn bà lại gần, lại Ngài mà thưa rằng: lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Ngài đáp rằng: không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con. Người đàn bà lại thưa rằng: lạy Chúa, thật như vậy. Xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Ngài bèn phán rằng: hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành. Đức Chúa Giê-xu từ đó đi đến gần biển Galilê, rồi lên trên núi mà ngồi. Bây giờ có đàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đuôi, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác để dưới chân Đức Chúa Giê-xu, thì Ngài chữa cho họ được lành. Vậy, chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đuôi được sáng, thì lấy làm lạ lắm, đều ngợi khen Đức Chúa Trời của dân Israel. Khi đó Đức Chúa Giê-xu gọi môn đồ đến mà phán rằng: ta thương xót đoàn dân này, vì đã 3 ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lưỡi dọc đường chăng? Môn đồ thưa rằng: ở nơi đồng vắng này, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh đặng cho dân đông dường ấy ăn no nê sao? Ngài phán hỏi môn đồ rằng: các ngươi có mấy cái bánh? Môn đồ thưa rằng: có 7 cái bánh cùng vài con cá. Ngài bèn biểu dân chúng ngồi xuống đất. Đoạn, Ngài lấy 7 cái bánh và cá, tạ ơn rồi, bẻ bánh ra đưa cho môn đồ. Môn đồ phân phát cho dân chúng. Ai nấy ăn no cả, còn bánh thừa lượm được 7 giỏ đầy. Số người ăn là 4,000, không kể đàn bà, con trẻ. Bây giờ Ngài cho đoàn dân về, rồi xuống thuyền mà qua bờ cõi xứ Magadan. Chương 16. Những người Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến cùng Đức Chúa Giê-xu có ý thử Ngài, thì xin làm cho xem một dấu lạ từ trên trời xuống. Nhưng Ngài đáp rằng: khi chiều tối đến thì các ngươi nói rằng sẽ tốt trời,
vì trời đỏ. Còn sớm mai thì các ngươi nói rằng hôm nay sẽ có cơn dông vì trời đỏ và mờ mờ. Các ngươi biết phân biệt rõ sắc trời mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư? Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ chi khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah. Rồi Ngài bỏ họ mà đi. Khi môn đồ đi đến bờ bên kia, quên đem bánh theo, Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng: hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ru-si và Sa-du-xê. Môn đồ suy nghĩ và luận cùng nhau rằng: đây là vì chúng ta không đem bánh theo. Đức Chúa Giê-xu biết điều đó thì phán rằng: hỡi kẻ ít đức tin, sao các ngươi tưởng rằng ấy là vì cớ các ngươi không có bánh? Các ngươi há chưa hiểu, cũng không nhớ 5 cái bánh cho 5.000 người, và các ngươi lượm được mấy giỏ đầy bánh thừa sao? Lại há không nhớ 7 cái bánh cho 4.000 người, và các ngươi lượm được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa sao? Các ngươi sao chẳng hiểu rằng không phải về bánh mà ta muốn nói đâu, nhưng hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si và Sa-du-xê. Bây giờ môn đồ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pha-ri-si và Sa-du-xê. Khi Đức Chúa Giê-xu đã vào địa phận thành Cesare Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng: theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng: người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng: còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-e-rô thưa rằng: Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng: hỡi Simon, con Jonah, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rô, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đoạn Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Đức Chúa Giê-xu, là Đấng Christ. Từ đó, Đức Chúa Giê-xu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giá, và phải bị giết. Đến ngày thứ ba, phải sống lại. Phi-e-rô bèn đem Ngài riêng ra mà can rằng: hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rô rằng: ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: nếu ai muốn theo ta thì phải lìa mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ. Lúc đó Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài. Chương 17. Khỏi 6 ngày, Đức Chúa Giê-xu đem Phi-e-rô, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ cùng Ngài đi tẻ lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng loà như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Này có Môi-se và Ê-li hiện đến nói chuyện cùng Ngài. Phi-e-rô bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm.
Ví bằng đẹp ý Chúa thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây. Một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Đang khi người còn nói, bỗng chốc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó và có tiếng từ trong mây phán rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Hãy nghe lời con đó. Khi môn đồ nghe tiếng ấy thì té sấp mặt xuống đất và sợ hãi lắm. Xong Đức Chúa Giê-xu lại gần rờ môn đồ mà phán rằng: Hãy đứng dậy, đừng sợ. Môn đồ bèn ngửa mặt lên thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Giê-xu mà thôi. Đang khi Đức Chúa Giê-xu và môn đồ ở trên núi xuống thì Ngài ra lệnh cấm rằng: Sự các người đã thấy chớ thuật lại cùng ai cho đến khi con người từ kẻ chết sống lại. Môn đồ hỏi Ngài rằng: Vậy thì sao các thầy thông giáo nói rằng Ê-li phải đến trước? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Thật, Ê-li phải đến mà sửa lại mọi việc. Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng Ê-li đã đến rồi, và người ta không nhận biết, song họ lại xử với người theo ý muốn mình. Con người phải chịu khốn khổ bởi họ cũng như vậy. Môn đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là nói về Giăng Báp-tít. Khi Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đã trở lại cùng đoàn dân, thì có một người đến gần quỳ trước mặt Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi, vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá, thường khi té vào lửa và té xuống nước. Tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa nhưng chữa không được. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho ta. Rồi Đức Chúa Giê-xu quở trách quỷ, quỷ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành. Môn đồ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi riêng rằng: Vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỷ ấy được? Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi này rằng hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Đang khi Đức Chúa Giê-xu và môn đồ trải qua trong xứ Ga-li-lê, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn lắm. Khi đã đến thành Ca-bê-na-ôm, những người thâu thuế của đền thờ đến hỏi Phi-a-rơ rằng: Thầy ngươi có nộp tiền thuế chăng? Phi-a-rơ trả lời rằng: Có. Và khi Phi-a-rơ vào nhà thì Đức Chúa Giê-xu hỏi đón trước rằng: Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài? Phi-a-rơ thưa rằng: Người ngoài. Ngài phán rằng: Vậy thì các con trai được miễn thuế. Xong lê, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào dính câu trước hết, đâm miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong. Hãy lấy đồng bạc đó và đem nộp thuế cho ta với ngươi. Chương 18. Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Đức Chúa Giê-xu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ mà phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể này, tức là chịu tiếp ta. Xong, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội. Vì sự gây nên phạm tội phải có. Song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội. Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi.
Vì thà ngươi quẹo chân hay là cột tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy mắt mà ném cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục. Hãy giữ mình, đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này. Vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta là đấng ở trên trời. Các ngươi tưởng thế nào? Nếu người nào có 100 con chiên, một con bị lạc mất đi, thì há chẳng để 99 con lại trên núi mà đi kiếm con đã lạc mất sao? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu người kiếm lại được thì lấy làm vui mừng về con đó hơn 99 con không lạc. Cũng thế ấy, cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Nhưng người nghe lời thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng hội thánh. Lại, nếu người không chịu nghe hội thánh, thì hãy coi như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời. Và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất, thì cũng sẽ mở ở trên trời. Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Phi-e-rô bèn đứng gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng, thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp rằng, ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ, thì có người đang nộp một tên kia mắc nợ vua 1 vạn ta lân. Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ này bèn sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng, thưa chủ, xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Chủ bèn động lòng thương xót thả người về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc có thiếu mình 100 đơn nghi, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng, hãy trả nợ cho ta. Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng, xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Xong người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ đằng đà đầy tớ ấy đến mà nói rằng, hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Chương 19. Đức Chúa Giê-xu phán lời ấy xong rồi thì từ xứ Ga-li-lê mà đi đến bờ cõi xứ Giu-đê bên kia sông Giô-đanh. Có nhiều đoàn dân đông theo Ngài, và Ngài chữa lành các kẻ bệnh ở đó. Người Pha-ri-si bèn đến gần để thử Ngài mà rằng, không cứ vì cớ gì người ta có phép đổ vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng, các ngươi há chưa đọc lời chép và đấng tạo hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ và có phán rằng, vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy là người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Họ lại hỏi Ngài rằng,
Vậy chứ sao Môi-se đã dạy lập tờ để đặng đỡ vợ đi? Ngài phán rằng, vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép đỡ vợ. Nhưng lúc ban đầu không có như vậy đâu. Và ta phán cùng các ngươi, nếu ai đỡ vợ mình không phải vì cớ ngoại tình và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm. Và hễ ai cưới người bị đỡ thì phạm tội ngoại tình. Môn đồ thưa rằng, nếu phận người nam phải xử với vợ mình như vậy thì thà không cưới vợ là hơn. Ngài đáp rằng, chẳng phải mọi người đều có thể lãnh được lời này, chỉ người sẵn có ban cho như vậy mà thôi. Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ, có người hoạn vì tay người ta, và có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh lấy. Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó. Môn đồ quở trách những người đem đến. Song Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ngài bèn đặt tay trên chúng nó, rồi từ đó mà đi. Này, có một người đến hỏi ngài rằng, thưa thầy, tôi phải làm việc làm chi cho được sự sống đời đời? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn. Ngươi hỏi, những điều răn gì? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, những điều này: đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng ăn trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy thảo kính cha mẹ và hãy yêu cả lân cận như mình. Người trẻ đó thưa rằng, tôi đã giữ đủ các điều này, còn thiếu chi cho tôi nữa? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Nhưng khi người trẻ nghe xong lời này thì đi, bộ buồn bực, vì chàng có của cải nhiều lắm. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ nghe lời ấy thì lấy làm lạ lắm mà nói rằng, vậy thì ai được rồi? Đức Chúa Giê-xu ngó môn đồ mà phán rằng, điều đó là người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Phi-e-rô bèn thưa rằng, này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu. Chương 20. Vả, nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình. Khi người chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày một đơn nhê, thì sai họ vào vườn nho mình. Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ thì nói cùng họ rằng, các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải cho. Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra cũng làm như vậy. Ước chừng giờ thứ 11, chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ thì hỏi rằng, sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? Họ trả lời rằng, vì không ai muốn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng, các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng, hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ khởi từ người rớt cho đến người đầu. Những người làm công muốn từ giờ thứ 11 đến lãnh mỗi người được một đơn nhê.
rồi tới phiên những người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn, xong họ cũng lãnh mỗi người một đô nhê. Khi lãnh về lầm bầm cùng chủ nhà mà rằng, những người rốt ấy chỉ là một giờ, mà chủ đãi cũng như chúng tôi là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và gian nắng. Xong chủ trả lời cho một người trong bọn rằng, bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu. Ngươi há chẳng đã định với ta một đô nhê sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi. Ta muốn trả cho kẻ rốt này bằng như đã trả cho ngươi vậy. Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu, và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy. Trong khi Đức Chúa Giê-xu đi lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài đem riêng theo 12 môn đồ, dọc đường phán cùng họ rằng, này, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đánh đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Bây giờ có mẹ của các con trai CBD cùng các con mình đến gần Đức Chúa Giê-xu lại Ngài đặng hỏi một chuyện. Ngài phán rằng, ngươi muốn chi? Thưa rằng, xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả ở trong nước Ngài. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, các ngươi không hiểu điều của mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng, chúng tôi uống được. Ngài phán rằng, thật, các ngươi sẽ uống chén ta, nhưng mà người bên hữu hay bên tả ta thì chẳng phải tự ta cho được, ấy là cho những người nào mà cha ta đã sửa soạn cho. Mười môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi đến mà phán rằng, các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, có người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Đang khi Đức Chúa Giê-xu và môn đồ ra khỏi thành Jericho thì có một đoàn dân đông theo Ngài. Này, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Giê-xu qua đó thì kêu lên rằng, lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Chúng rầy hai người ấy, bảo nín đi. Nhưng họ kêu lớn hơn nữa rằng, lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu dừng lại, gọi hai người mù đến mà phán rằng, các ngươi muốn ta làm chi cho? Họ thưa rằng, lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra. Đức Chúa Giê-xu động làm thương xót bèn rờ đến mắt họ. Tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài. Chương 21. Vừa khi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ gần đến thành Giê-ru-sa-lem và đã tới thành Bê-pha-dê bên núi Ô-li-vê rồi, thì Ngài sai hai môn đồ mà phán rằng, hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con, hãy mở ra và dắt đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng, Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đi. Vả điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng, hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng, này vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì, cởi lừa, và lừa con là con của lừa cái mang ấp. Hai môn đồ bèn đi và làm y theo lời Đức Chúa Giê-xu đã dạy. Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa và nâng Ngài cởi lên. Bây giờ, phần nhiều trong đám dân đông trải áo mình trên đường, kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng, Hosanna con vua David, đáng khen ngợi cho đấng nhân dân Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Khi Ngài đã vào thành Jerusalem thì cả thành đều xôn xao nói rằng, người này là ai? Chúng trả lời rằng, ấy là đấng tiên tri Giê-xu ở thành Nazareth, xứ Galilê. Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ, đủ hết kẻ bán người mua ở đó, đổ bàn của người đổi bạc và ghế của người bán bọt câu. Ngài phán cùng họ rằng, có lời chép,
nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp. Bây giờ những kẻ mù và què đến cùng Ngài trong đền thờ, thì Ngài chữa cho họ được lành. Nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy sự lạ Ngài đã làm và nghe con trẻ reo lên trong đền thờ rằng Hosanna con vua David, thì họ tức giận và nói với Ngài rằng: Thầy có nghe điều những đứa trẻ này nói không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Có. Vậy chứ các ngươi chưa hề đọc lời này: Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đương bướu hay sao? Đoạn Ngài bỏ họ đi ra khỏi thành mà đến làng Bethany và nghỉ đêm ở đó. Sáng mai khi trở lại thành thì Ngài đói, thấy một cây vả ở bên đường, Ngài bèn lại gần, song chỉ thấy những lá mà thôi, thì Ngài phán cùng cây vả rằng: Này chẳng khi nào sanh ra trái nữa. Cây vả tức thì khô đi. Môn đồ thấy điều đó lấy làm kỳ, nói rằng: Cớ sao trong giây phút mà cây vả liền khô đi vậy? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cái vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hàng núi này rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ rồi đang giảng đạo, có các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến mà hỏi rằng: Bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự này, và ai đã cho thầy quyền phép ấy? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một điều, nếu trả lời được thì ta cũng sẽ nói cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta đã làm những việc đó. Phép báp têm của Giăng bởi đâu? Bởi trên trời hay là bởi người ta? Và họ bàn riêng với nhau như vậy: Nếu chúng ta đáp rằng bởi trên trời, thì người sẽ nói với ta rằng: Vậy sao không tin vào người ấy? Còn nếu đáp rằng bởi người ta, thì chúng ta sợ thiên hạ, vì thiên hạ đều cho Giăng là đấng tiên tri. Vậy họ trả lời Đức Chúa Giê-xu rằng: Chúng tôi không biết. Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ta cũng không bảo cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta làm những điều này. Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai, nói cùng đứa thứ nhất mà rằng: Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: Vâng, rồi không đi. Đoạn người cha đi đến đứa thứ hai cũng bảo như vậy. Đứa này thưa rằng: Tôi không muốn đi, nhưng sao ăn năn rồi đi. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa thứ hai. Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đỉ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Vì Giăng đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin. Còn những kẻ thâu thuế và phường đỉ điếm đã tin người. Và các ngươi khi đã thấy điều ấy, sao cũng không ăn năn lẫn tin người. Hãy nghe lời ví dụ khác. Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và cất một cái tháp, rồi cho những kẻ trồng nho mướn và đi qua xứ khác. Đến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho đặng thâu hoa lợi. Bọn trồng nho bắt các đầy tớ, đánh người này, giết người kia và ném đá người nọ. Người chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước, thì họ cũng đối đãi một cách. Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ vì nói rằng: Chúng nó sẽ kính trọng con ta. Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó thì nói với nhau rằng: Người này là kẻ kế tụ đây, hè, hãy giết nó đi và chiếm lấy phần gia tài nó. Họ bèn bắt con ấy quăng ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy khi người chủ vườn nho đến thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thế nào? Chúng trả lời rằng: Người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy, là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa. Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: Các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh Thánh: Hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, trở nên đá đầu góc nhà. Ấy là việc Chúa làm và là một sự lạ trước mắt chúng ta hay sao? Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nếu Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho một dân khác,
là dân sẽ có kết quả của nước đó. Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhầm thì sẽ tan tành như bụi. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những lời ví dụ đó thì biết Ngài nói về mình. Họ đang tìm cách để bắt Ngài, song sợ thiên hạ vì thiên hạ tôn Ngài là đấng tiên tri. Chương 22. Đức Chúa Giê-xu lại phán ví dụ cùng chúng nữa rằng: Nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. Vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng: Hãy nói với người được mời như vậy: Này, ta đã sửa soạn tiệc rồi, bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới. Nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình. Kẻ này đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán. Còn những kẻ khác bắt đầy tớ của vua mắng chửi và giết đi. Vua nổi giận, bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó và đốt phá thành của họ. Đoạn, vua phán cùng đầy tớ mình rằng: Tiệc cưới đã dọn xong rồi, song những người được mời không xứng dự tiệc đó. Vậy, các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hãy gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc. Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chân nó lại và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Bởi vì có nhiều kẻ được gọi mà ít người được chọn. Bây giờ, người Pha-ri-si đi ra bàn luận với nhau để kiếm cách bắt lỗi Đức Chúa Giê-xu về lời nói. Họ sai môn đồ mình với đảng vua Hê-rốt đến thưa cùng Ngài rằng: Lạy Thầy, chúng tôi biết Thầy là thật và theo cách thật mà dạy đạo của Đức Chúa Trời, không tu vị ai, vì Thầy không xem bề ngoài của người ta. Vậy, xin Thầy nói cho chúng tôi, Thầy nghĩ thế nào? Có nên nộp thuế cho Cê-sa hay không? Đức Chúa Giê-xu biết ý xấu của họ, bèn đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, sao các ngươi thử ta? Hãy đưa cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho Ngài một đô nhi. Ngài bèn phán rằng: Hình và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng: Của Cê-sa. Ngài bèn phán rằng: Vậy hãy trả cho Cê-sa vật gì của Cê-sa, và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời. Họ nghe lời ấy đều bỡ ngỡ, liền bỏ Ngài mà đi. Trong ngày đó, có người Sa-du-xê là kẻ nói rằng không có sự sống lại đến gần Ngài mà hỏi rằng: Thưa Thầy, Mô-sê có nói, nếu người nào chết mà không có con, thì em sẽ lấy vợ quá anh để nối dòng cho anh. Và ở trong chúng tôi có 7 anh em. Người anh lấy vợ và chết đi, nhưng vì chưa có con nên để vợ lại cho em. Người thứ hai, thứ ba, cho đến thứ bảy cũng vậy, rốt lại người đàn bà cũng chết. Vậy, lúc sống lại, đàn bà đó sẽ làm vợ ai trong 7 người, vì cả thảy đều đã lấy người làm vợ? Chúa Giê-xu đáp rằng: Các ngươi lầm vì không hiểu Kinh Thánh và cũng không hiểu quyền phép của Chúa Trời thế nào. Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy. Các ngươi há không đọc lời Đức Chúa Trời phán về sự sống lại của kẻ chết rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob hay sao? Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống. Chúng nghe lời ấy thì lấy làm lạ về sự dạy dỗ của Ngài. Người Pha-ri-si nghe nói Đức Chúa Giê-xu đã làm cho bọn Sa-du-xê cứng miệng, thì nhóm hiệp nhau lại. Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu này để thử Ngài: Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn nhất? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: Ngươi hãy yêu cả lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.
Khi người Pharisee nhóm nhau lại thì Đức Chúa Giêsu hỏi họ rằng: Về Đấng Christ các ngươi nghĩ thế nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng: Con vua David. Ngài đáp rằng: Vậy vì cớ nào vua David được Đức Thánh Linh cảm động gọi Đấng Christ là Chúa mà rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi, hãy ngồi bên hữu ta cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi? Vậy nếu vua David xưng Ngài là Chúa thì Ngài làm con vua ấy là thế nào? Không ai thưa lại được một lời, và từ ngày đó chẳng ai dám hỏi Ngài nữa. Chương 23. Bây giờ thì Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng: Các thầy thông giá và người Pharisee đều ngồi trên ngôi của Môi-se. Vậy hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài, ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong ngày hội, muốn người ta chào mình giữa chợ và ưng người ta gọi mình bằng thầy. Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy và các ngươi hết thảy đều là anh em. Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình, vì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời. Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ, vì các ngươi chỉ có một chủ là Đấng Christ. Song ai lớn hơn hết trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi đắng nước thiên đàng trước mặt người ta. Các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình, và khi đã khuyên được rồi thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi. Khốn cho các ngươi là kẻ mù dẫn đường. Các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không can chi, sang chỉ vàng của đền thờ mà thề thì phải mắc lời thề ấy. Hỡi kẻ dại và mù, vàng và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? Lại các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không can chi, sang chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề thì phải mắc lời thề ấy. Hỡi kẻ mù kia, của lễ và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn? Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề. Người nào chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự nơi đền thờ mà thề. Còn ai chỉ trời mà thề là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời và đấng ngự trên ngôi mà thề vậy. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lạc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Hỡi người Pharisee mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả, tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáng. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri trau dồi mồ mả của người công bình và nói rằng: Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy. Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu những người giết các đấng tiên tri. Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lườn của tổ phụ các ngươi. Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?
Vậy nên, này, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan và thầy thánh giá đến cùng các ngươi. Trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia, hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất, đổ về các ngươi. Từ máu Abel là người công bình, cho đến máu Sachari là con của Barachi mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. Quả thật ta nói cùng các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến cho dòng dõi này. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái, túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang, vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Chương 24. Khi Đức Chúa Giê-xu ra khỏi đền thờ, đang đi thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng, các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống. Ngài đang ngồi trên núi Olive, môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng, xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra, và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ, và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất, song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Bây giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy, cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chứa cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ, sự cuối cùng sẽ đến. Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải để ý, thì ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trên mái nhà đừng xuống chuông của cải trong nhà, và ai ở ngoài ruộng đừng trở về lấy áo mình. Đang lúc đó, khốn khó thay cho đàn bà có mang và đàn bà cho con bú. Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát, vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu. Song vì có các người được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng, kìa Đấng Christ ở đây hay là ở đó thì đừng tin. Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Này, ta đã bảo trước cho các ngươi. Vậy, nếu người ta nói với các ngươi rằng, này, Ngài ở trong đồng vắng thì đừng đi đến, này, Ngài ở trong nhà thì đừng tin. Vì như chớp phát ra từ phương đông nhán đến phương tây, thì sự có người đến sẽ cũng thế ấy. Nơi nào có xác chết thì những chim ó sẽ nhóm tại đó. Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống và thế lực của các tầng trời rung động. Khi ấy, điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời. Mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này
cho đến tận phương kia. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả. Vừa lúc nhành non, lá mới bên thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy khá biết rằng có người gần đến, Ngài đang ở trước cửa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Về ngay và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả. Thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Trong đời Noe thế nào, khi có người đến cũng thế ấy. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới gả như thường, cho đến ngày Noe vào tàu, và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi có người đến cũng như vậy. Lúc ấy sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Và có hai người nữ đứng say cưới, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay cách nào kẻ trộm sẽ đến thì tỉnh thức, không để cho đào ngập nhà mình. Vậy thì các ngươi cũng hãy chợt cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình đặng cho đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy quan sát cả gia tài mình. Nếu trái lại là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Chương 25. Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Người dại, khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Số người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ nên các nàng thấy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya, có tiếng kêu rằng, kìa chàng rể đến, hãy đi ra rước người. Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả sửa soạn đèn mình. Các người dại nói với các người khôn rằng, xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các người khôn trả lời rằng, không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị, thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Xong trong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Kẻ nào trực sẵn thì đi với người cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Chập lâu những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng, hỡi Chúa xin mở cho chúng tôi. Nhưng người đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ. Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 talân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Đoạn, chủ lên đường. Tức thì người đã nhận 5 talân đi làm lợi ra và được 5 talân khác. Người đã nhận 2 talân cũng vậy, làm lợi ra được 2 talân nữa. Sáng người chỉ nhận 1 thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về, khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 talân bèn đến đem 5 talân khác nữa và thưa rằng, lạy Chúa đã cho tôi 5 talân. Đây này, tôi làm lợi ra được 5 talân nữa. Chủ nói với người rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi quan sát nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Ngươi đã nhận 2 talân cũng đến mà thưa rằng, lạy Chúa đã cho tôi 2 talân. Đây này, tôi đã làm lợi ra được 2 talân nữa. Chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ ngươi lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Ngươi chỉ nhận 1 talân cũng đến mà thưa rằng,
Lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lạc trong chỗ mình không rải ra. Nhưng tôi sợ mà đi giấu ta lông của Chúa ở dưới đất. Đây này, vật của Chúa, xin trả cho Chúa. Song chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ dữ và biến nhát kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo và lượm lạc trong chỗ ta không rải ra. Vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, và khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời. Vậy các ngươi hãy lấy ta lông của người này mà cho kẻ có 10 ta lông, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta, ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta, ta đau, các ngươi thăm ta, ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy người công bình sẽ thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn hoặc khát mà cho uống, lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước hoặc trần truồng mà mặc cho, hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng, hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn, ta khát, các ngươi không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta, ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các người này bèn thưa lại rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa hoặc đói hoặc khát hoặc làm khách lạ hoặc trần truồng hoặc đau ốm hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ý là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Chương 26. Và Đức Chúa Giê-xu đã phán những lời ấy xong rồi, thì phán cùng môn đồ rằng, các ngươi biết rằng còn 2 ngày nữa thì đến lễ vượt qua, và con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự. Bây giờ các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân nhóm lại trong tòa thầy cả thượng phẩm tên là Cai-phe và bàn với nhau dùng mưu trước gì đặng bắt Đức Chúa Giê-xu mà giết. Song họ nói rằng không nên làm trong ngày lễ, e trong dân chúng sinh ra điều xào xạc chăng. Khi Đức Chúa Giê-xu ở làng Bethany tại nhà Si-môn là người phun, có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quý giá lắm, đứng gần mà đổ trên đầu Ngài đang khi ngồi ăn. Môn đồ thấy vậy giận mà trách rằng, sao phí của như vậy? Dầu này có thể bán được nhiều tiền và lấy mà thí cho kẻ nghèo nàn. Đức Chúa Giê-xu biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng, sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Quả thật ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người.
Bây giờ có một người trong 12 sứ đồ tên là Judas Iscariot đến tìm các thầy tế lễ cả mà nói rằng: các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu, đặng tôi sẽ nộp người cho. Họ bèn trả cho nó 30 bạc. Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Giê-xu. Trong ngày thứ nhất, ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng: thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Ngài đáp rằng: hãy vào thành, đến nhà một người kia mà nói rằng: thầy nói, giờ ta gần đến, ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Giê-xu đã dạy mà dọn lễ vượt qua. Đến tối, Ngài ngồi ăn với 12 sứ đồ. Khi đang ăn, Ngài phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi rằng, có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ lấy làm buồn bực lắm và lần lượt hỏi Ngài rằng: lạy Chúa, có phải tôi không? Ngài đáp rằng: kẻ nào để tay vào mông với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta. Con người đi y theo lời đã chết về Ngài, song khốn nạn thay cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sinh ra thì hơn. Giuđa là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: thưa thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: thật như ngươi đã nói. Khi đang ăn, Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của cha ta. Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đi ra mà lên núi Ô-li-ve. Ngài bèn phán rằng: đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta, như có chép rằng: ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong đầy sẽ bị tan lạc. Xong, sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Phi-e-rơ cất tiếng thưa rằng: dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Phi-e-rơ thưa rằng: dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Hết thảy môn đồ đều nói y như vậy. Rồi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Gethsemane. Ngài phán rằng: hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. Đoạn Ngài đem Phi-e-rơ và 2 người con của Cê-bê-đê đi với mình. Tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán: linh hồn ta buồn bực cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn cha. Kế đó, Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong 1 giờ được. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ 2 mà cầu nguyện rằng: cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống thì xin ý cha được nên. Ngài trở lại nữa thì thấy môn đồ còn ngủ vì mắt họ đã đừ quá rồi. Đoạn Ngài bỏ mà lại đi cầu nguyện lần thứ 3 và lập xin như lời trước. Rồi Ngài đi đến với môn đồ mà phán rằng: bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư? Này, giờ đã gần tới, con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ dậy đi hè, kìa kẻ phản ta đến kia.
khi Ngài còn buôn phán, sải thấy Giuđa là 112 sứ đồ đến với một bọn đông người cầm gươm và gậy mà các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đã sai đến. Đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu này: người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. Tức thì Giuđa đến gần Đức Chúa Giêsu mà rằng: chào thầy, rồi hôn Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán cùng nó rằng: bạn ơi, vậy thì vì việc này mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần tra tay bắt Đức Chúa Giêsu. Và này, có một người trong những người ở với Đức Chúa Giêsu giơ tay rút gươm ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt một cái tay của người. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: hãy nạp gươm vào vỏ, vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm. Ngươi tưởng ta không có thể xin cha ta lập tức cho ta hơn 12 đạo thiên sứ sao? Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép rằng việc này tất phải xảy đến? Lúc bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng chúng rằng: các ngươi đem gươm và gậy đến mà bắt ta, khác nào như ta là kẻ cướp. Ta thường ngày ngồi trong đền thờ và giảng dạy tại đó mà các ngươi không bắt ta. Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến hầu cho những lời các đấng tiên tri đã chép được ứng nghiệm. Khi ấy, hết hãy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi. Những kẻ đã bắt Đức Chúa Giêsu đem Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm Ca-i-phê. Tại đó, các thầy thông giáo và các trưởng lão đã nhóm lại. Phi-e-rê theo Ngài xa xa cho đến sân của thầy cả thượng phẩm, vào ngồi với các kẻ canh giữ đặng coi việc ấy ra làm sao. Bây giờ, các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng giới về Ngài cho được giết Ngài. Dù có nhiều người làm chứng giới có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Sau hết có hai người đến nói như vậy: người này đã nói, ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời rồi dựng lại trong 3 ngày. Thầy cả thượng phẩm bèn đứng dậy mà nói với Ngài rằng: những người này làm chứng mà kiện ngươi, ngươi không thưa lại gì sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu cứ làm thinh. Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: thật như lời. Vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự trên mây từ trời mà xuống. Thầy cả thượng phẩm bèn xé áo mình mà nói rằng: nó đã nói phạm thượng, chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao? Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó thì nghĩ làm sao? Chúng trả lời rằng: nó đáng chết. Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài mà nói rằng: hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri đi, cho chúng ta biết ai đấm ngươi. Bây giờ, Phi-e-rê vẫn ngồi ngoài sân. Có một người đầy tớ gái đến gần mà nói cùng người rằng: ngươi cũng là kẻ ở với Giê-xu người Galilê. Song Phi-e-rê chối trước mặt chúng mà rằng: ta không hiểu ngươi nói chi. Khi đi ra ngoài cửa, lại có một đầy tớ gái khác thấy người, bèn nói cùng kẻ ở đó rằng: người này cũng ở với Giê-xu người Nazareth. Song Phi-e-rê lại chối và thề rằng: ta chẳng hề biết người ấy. Một chập nữa, những kẻ ở gần đó đến gần nói với Phi-e-rê rằng: chắc thật, ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra. Người bèn rủa mà thề rằng: ta không biết người đó đâu. Tức thì gà gáy. Phi-e-rê nhớ lại lời Đức Chúa Giêsu đã phán rằng: trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Đoạn, người đi ra và khóc lóc cách đắng cay. Chương 27. Đến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghị nghịch cùng Đức Chúa Giêsu để giết Ngài. Khi đã trói Ngài rồi, họ đem nộp cho Phi-lát là quan tổng đốc. Khi ấy, Giuđa là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án thì ăn năn, bèn đem 30 miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà nói rằng: tôi đã phạm tội,
vì nộp huyết vô tội. Xong họ đáp rằng, sự đó can gì đến chúng ta, mặc kệ ngươi. Giuđa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra đi thắt cổ. Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng, không có phép để bạc này trong kho thánh vì là giá của huyết. Rồi họ bàn với nhau, dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ. Nhưng đó, ruộng ấy đến nay còn gọi là ruộng huyết. Bây giờ được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng, họ lấy 30 bạc là giá của đấng đã bị định bởi con cái Israel và đưa bạc ấy mà mua ruộng của kẻ làm đồ gốm, y như lời Chúa đã truyền cho ta. Đức Chúa Giê-xu đứng trước quan tổng đốc. Quan hỏi rằng, có phải ngươi là vua của dân Giu-đa không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, thật như lời. Trong lúc các thầy tế lễ cả và các trưởng lão kiện ngài, ngài không đối đáp gì hết. Phi-lát bèn nói cùng ngài rằng, họ có nhiều điều làm chứng kiện ngươi, ngươi há không nghe đến sao? Sao Đức Chúa Giê-xu không đáp lại một lời gì, đến nỗi làm cho quan tổng đốc lấy làm lạ lắm. Phàm đến ngày lễ vượt qua, quan tổng đốc thường có lệ tha một tên tù tùy ý dân muốn. Đang lúc ấy, có một tên phạm nổi tiếng tên là Baraba. Khi chúng đã nhóm lại thì Phi-lát hỏi rằng, các ngươi muốn ta tha người nào, Baraba hay là Giê-xu gọi là Christ? Vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp ngài. Quan tổng đốc đang ngồi trên tòa án, vợ người sai thưa cùng người rằng, đừng làm gì đến người công bình đó, vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chiêm bao. Song các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dỗ chúng hãy xin tha Baraba và giết Đức Chúa Giê-xu. Quan tổng đốc cất tiếng hỏi rằng, trong hai người này, các ngươi muốn ta tha ai? Chúng thưa rằng, Baraba. Phi-lát nói rằng, vậy còn Giê-xu gọi là Christ thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng, đóng đinh nó trên cây thập tự. Quan hỏi, sao người này đã làm việc dữ gì? Chúng lại kêu la lớn hơn rằng, đóng đinh nó trên cây thập tự. Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ mà nói rằng, ta không có tội về huyết của người này, điều đó mặc kệ các ngươi. Hết thảy dân chúng đều đáp rằng, xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi. Phi-lát bèn tha tên Baraba cho chúng và khiến đánh đòn Đức Chúa Giê-xu, đoạn giao ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự. Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Giê-xu vào công đường và nhóm cả cơ binh vây lấy ngài. Họ cởi áo ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho ngài. Đoạn họ đưa một cái mão gai mà đội trên đầu và để một cái sậy trong tay hữu ngài, rồi quỳ xuống trước mặt ngài mà nhạo báng rằng, lại vua của dân Giu-đa. Họ nhổ trên ngài và lấy cây sậy đánh đầu ngài. Khi đã nhạo báng ngài rồi, thì họ cởi áo điều ra mà mặc áo của ngài lại, rồi đem ngài đi đóng đinh trên cây thập tự. Khi họ đi ra, gặp một người ở thành Siren tên là Simon, thì bắt người vác cây thập tự của Đức Chúa Giê-xu. Đã đi tới một chỗ gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ cái sọ. Họ cho ngài uống rượu trộn với mật đắng, xong ngài nếm thì không chịu uống. Họ đã đóng đinh ngài trên cây thập tự rồi, thì bắt thăm mà chia nhau áo sống của ngài. Rồi họ ngồi đó mà canh giữ ngài. Phía trên đầu ngài, họ để cái bảng đề chữ chỉ về án ngài rằng, người này là Giê-xu, vua dân Giu-đa. Cũng lúc đó, họ đóng đinh hai tên trộm cướp với ngài, một tên ở cây thập tự bên hữu, một tên ở cây thập tự bên tả. Những kẻ đi ngang qua đó chê cười ngài, lắc đầu mà nói rằng, ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong 3 ngày, hãy cứu lấy mình đi, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo ngài rằng, nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được.
nếu phải vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi thì chúng ta mới tin. Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng ta là con Đức Chúa Trời. Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhức móc Ngài như vậy. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Giêsu kêu tiếng lớn lên rằng: Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe kêu thì nói rằng nó kêu Eli. Liền có một người trong bọn họ chạy lấy một miếng bông đá và thấm đầy giấm để trên đầu cây sậy mà đưa cho Ngài uống. Nhưng kẻ khác thì lại nói rằng: hãy để vậy, coi thử có Eli đến giải cứu nó chăng? Đức Chúa Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn. Và này, cái màn trên đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra, mồ mả mở ra, và nhiều thi của các thánh qua đời được sống lại. Sau khi Đức Chúa Giêsu đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người thấy. Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Giêsu thấy đất rúng động và những điều xảy đến thì sợ hãi lắm mà nói rằng: thật, người này là con Đức Chúa Trời. Và có nhiều người đàn bà đứng coi ở đằng xa, là người đã đi theo Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilê để hầu việc Ngài. Trong những đàn bà đó có Marie Madeleine, Marie mẹ của Gia-cơ và Joseph, và mẹ hai con trai của CBD. Đến chiều tối, có một người giàu ở thành Arimathê tên là Joseph, chính là một môn đồ của Đức Chúa Giêsu, đến nơi Philát mà xin xác Đức Chúa Giêsu. Philát bèn truyền cho. Joseph lấy xác Ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá, đoạn lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mộ rồi đi. Có Marie Madeleine và Marie khác ở đó ngồi đối ngang huyệt. Đến ngày mai là ngày sau ngày sắm sửa, các thầy tế lễ cả và người Pharisee cùng nhau đến Philát mà nói rằng: thưa Chúa, chúng tôi nhớ người gian dối này khi còn sống có nói rằng khỏi ba ngày thì ta sẽ sống lại. Vậy xin hãy các người canh mã cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi rồi nói với chúng rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước. Philát nói với họ rằng: các ngươi có lính canh, hãy đi canh giữ theo ý các ngươi. Vậy họ đi, niêm phong mã Ngài lại. Các lính canh giữ lấy làm chắc chắn lắm. Chương 28. Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Marie Madeleine và Marie khác đến thăm mộ. Và này, đất rúng động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. Hình dáng của thiên sứ giống như chớp nhoáng và áo trắng như tuyết. Vì đó những lính canh sợ hãi run rẩy trở nên như người chết. Song thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng: các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm, và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây này, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Galilê. Ở đó, các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy, ta đã bảo các ngươi. Hai người đàn bà đó đồng vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng chạy báo tin cho các môn đồ. Này Đức Chúa Giêsu gặp hai người đàn bà đó thì phán rằng: mừng các ngươi. Hai người cùng đến gần ôm chân Ngài và thờ lại Ngài. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: đừng sợ chi cả, hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Galilê, ở đó sẽ thấy ta. Trong khi hai người đàn bà đó đi đường, thì có mấy tên lính canh vào thành thuật lại cho các thầy tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến. Các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận,
Xong rồi thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc mà dặn rằng, các ngươi hãy nói rằng, môn đồ nó đã đến lúc ban đêm khi chúng tôi đang ngủ mà lấy trộm nó đi. Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc, thì chúng ta sẽ khuyên giải người và làm cho các ngươi khỏi lo sợ. Mấy tên lính đó lấy bạc và làm theo như lời. Tiếng ấy đã đồn ra trong dân Giu-đa cho đến ngày nay. 11 môn đồ đi qua xứ Galilê, lên hòn núi mà Đức Chúa Giê-xu đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giê-xu đến gần, phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.